Xin chào anh chị và các bạn Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình Hôm nay để đổi khẩu vị cho gia đình thì mình sẽ về bếp làm món bánh bắp hấp Món bánh bắp này thì nguyên liệu rất là đơn giản, dễ tìm Nhưng cách làm khá mới giúp cho bánh của mình có cái màu vàng đẹp tự nhiên của bắp nè Thơm, mềm, dẻo, kết hợp với nước cốt dừa thì rất là ngon luôn ha nếu anh chị và các bạn thích món bánh này và muốn biết cách làm đơn giản như thế nào thì mời cùng vào bếp với mình nha các nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn nha. Ở đây thì mình có 50 g đường cát nè, 300 g nước, một trái bắp, bắp này mình dùng bắp vàng ha. Trái bắp này là có 500 g nè. Và 100 g bột gạo, 50 g bột bắp nha. Bây giờ mình sẽ lột cái phần bắp này ra trước. Khi mua thì mình nên chọn bắp tươi như nè, để mình lấy cái vỏ luôn á, để tí xíu mình đổ bánh vô thì bánh của mình nó sẽ thơm ngon hơn nha và bắp tươi thì nó sẽ ngọt hơn mình cắt cái cùi ra gì nè thì mình lột cái phần vỏ bắp trong nó dễ hơn nó không có bị gách ha mình giữ lại cái vỏ bắp thì khi hấp lên bắp của mình nó sẽ thơm ngon hơn mình cứ từ từ lột cái phần vỏ bắp này nè và lấy hết luôn nha Cái vỏ bắp thì bên ngoài nó sẽ dày hơn bên trong Nhưng mà không sao nha Mình cứ lấy hết như thế này nè một Tí xíu thì mình cũng đổ bánh được hết nha Còn cái phần rau bắp này nè Nếu nhiều thì các bạn có thể giữ lại Để mình nấu nước uống cũng khá là mát luôn nha Mình lột cho hết cái phần rau bắp này nè phần vỏ bắp mình nè, mình để qua một bên tí xíu nữa mình sẽ đi cắt gọn lại ha. Rồi tiếp tục thì mình đi xác cái phần bắp này ra, mình dùng dao hai lưỡi đó, mình xác ra cho nó mỏng gì nè, để tí xíu mình xay cho nó nhanh hơn. Nếu các bạn không có dao hai lưỡi á thì mình cũng có thể dùng dao mỏng á mình xác, cái phần bắp mình nó hai mỏng tí xíu cũng được nha. vì tí xíu mình còn xay trở lại á. Rồi bây giờ thì mình đã thu được bao nhiêu phần bắp rồi nè tiếp tục thì mình cho cái phần bột vô luôn nha mình cho 150 g bột gạo vô nè hôm nay thì mình dùng bột gạo này cái loại viên á nên mình là bóp hơi lâu nè nếu các bạn dùng mịn á thì cái phần mình trộn bột nó sẽ nhanh hơn ha rồi mình cho 50 g bột bắp vào mình cho từ từ ha mình cứ bóp cho cái phần bột nó hòa đều cho nó mịn nha rồi tiếp tục mình cho nước vào hồi nãy thì mình chuẩn bị 300g nước nhưng mình dùng không hết nha mình dùng là 150g nước thôi ha và mình cho 50g đường vào luôn nha cái lượng đường như thế thì mình thấy rất là vừa không quá ngọt cũng không quá lạc nha nếu các bạn thích ngọt hoặc nhạt thì mình điều chỉnh ha để cho cái vị ngọt nó đậm đà hơn thì mình cho khoảng 1 phần tư muỗng cà phê muối và tiếp tục mình cho cái bột bắp còn lại vào luôn mình cho thêm một ít nước nữa cho đủ 150g nước ha rồi mình cứ từ từ bóp cho cái phần bột á nó mịn hết nha vì hôm nay mình dùng bột gạo đó nên mình bóp cho nó mịn chứ không thôi là nó còn ốc châu á rồi tiếp tục thì mình cho vào cái cối xay trung tố nè mình xay cho cái phần bắp này nè nó hơi mịn tí xíu là được không cần xay cho quá mịn ha nếu mình không xay thì khi mình hấp lên á bánh của mình nó sẽ À, lợn cợn và mình ăn thì nó sẽ còn như là cái xác vậy đó Nó không có được ngon Mình xay cũng nhanh lắm Rồi bây giờ cái, cái phần bột bây giờ nó đã như thế này là được rồi ha Rồi tiếp tục mình cho vào đây là khoảng nửa muỗng canh dầu ăn nha Muốn cho bánh của mình khi làm xong đó nó, nó dễ lấy ra Nó không bị dính lá thì các bạn đừng quên cái bước cho dầu ăn vào bột như thế này Trộn bột xong thì để qua một bên cho bột nghỉ nở khoảng 5 phút Thì mình sẽ chuẩn bị cái phần lá bắp này nha Lựa những cái lá mà nguyên á Rồi mình cắt cho nó bằng như thế này nè Rồi tiếp tục thì mình cho bột vào để mình hấp Lúc này thì mình cũng đã chuẩn bị xong cái nồi nước sôi để hấp Cho bột vào từng lá như thế này nè Rồi mình cho vào sửng hấp thôi nha Mình sẽ lựa những cái lá cứng bên ngoài á Mình cho bột vào, mình hấp trước như thế này nè Rồi những cái lá mà nó mỏng á, tí xíu thì mình cho trực tiếp lên trên bếp á Mình hấp luôn lúc đầu thì mình nghĩ cho vào từng lá bắp như thế này nè hấp nó sẽ rất là lâu nhưng mà không phải nha các bạn bánh này hấp rất là nhanh luôn nha vì mình hấp khoảng 4-5 phút là xong một mẻ rồi nên nó rất là nhanh ha rồi sau đó thì mình cho vào cái sửng như thế này nè đậy nắp lại và hấp khoảng 4 hoặc 5 phút tùy theo mình đổ dài hoặc mỏng ha sau khi hấp gần 5 phút thì bánh của mình nó đã vàng trong như thế này là đã chín rồi ha Lúc này thì mùi bánh nó rất là thơm luôn các bạn ơi Thơm cái mùi bắp vô cùng luôn ha Bánh thì nó rất là trong đẹp như thế này nè Rồi thì mình sẽ gắp ra từng miếng như thế này ha Tiếp tục mẻ tiếp theo thì mình cho những cái lá bắp non đó Cho trực tiếp vào cái sửng luôn Rồi mình đổ bột vô luôn Cách này nó còn nhanh hơn nữa ha Rồi cứ như thế đó mình cho đều hết cái phần lá bắp này nè Rồi đậy nắp lại hấp giống như ban đầu ha Với số lượng bột và bắp hôm nay thì mình hấp 3 sửng như thế này là xong ha Nếu sửng nhà các bạn lớn hơn á thì mình hấp còn nhanh hơn nữa nha Trong khi chờ bánh chín thì mình sẽ đi thắng cái phần nước cốt dừa đi ăn với bánh nha Nước cốt dừa thì mình thắng có cái vị ngọt ngọt mặn mặn tí xíu nha Rồi cho thêm một ít bột năng và bột bắp vào cho cái phần nước cốt dừa mình nó có cái độ hơi sánh đó. mình chấm với bánh đó thì nó ăn nó mới ngon ha mình cứ từ từ cho bột vô nước cốt như thế này nè khi nào mình thấy cái độ sánh nó vừa phải rồi thì mình ngưng ha rồi sau cùng thì mình cho một ít hành lá vào cho cái phần nước cốt dừa nó thơm ngon hơn bánh của mình bây giờ cũng đã chín rồi nè các bạn rất là vàng thơm ngon luôn ha cái màu vàng tự nhiên của bắp nè mình không cần cho màu gì hết với cách làm rất là đơn giản và nguyên liệu dễ tìm thì mình đã có ngay được cái món bánh bắp hấp ăn với nước cốt dừa thơm ngon cho gia đình như thế này ha. Món này các bạn có thể làm cho gia đình dùng nè hay đãi bạn bè thì rất là ngon luôn nha. Mình ăn kèm với nước cốt dừa ha. Khi ăn thì các bạn có thể gỡ ra từng miếng nè rồi mình chấm trực tiếp với nước cốt dừa và các bạn có thể gỡ ra hết để lên dĩa hoặc chén rồi mình rưới nước cốt dừa lên ha. Bây giờ thì mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem bánh của mình nó được như thế nào nha Khi mình cầm bánh lên thì mình cảm nhận được bánh nó có cái độ mịn nha Mềm và dẻo Và bánh thì rất là dễ gỡ như thế này nè các bạn Vì lúc nãy mình có cho dầu ăn đó Nên bánh nó chốc lóc như thế này luôn ha Nếu mình làm mà mình không cho dầu ăn thì bánh của mình hơi khó gỡ nha Nó sẽ bị dính lá đó đây bánh lúc này cái màu vàng tự nhiên nè bánh mềm dẻo như thế này ha rất là thơm cái mùi bắp luôn Rất là ngon luôn các bạn Nếu các bạn thích cái món bánh này nè Thì hãy nhanh và biết làm cho gia đình mình dùng nha Mình gõ thêm một cái nữa để cho các bạn xem Cái độ mềm dẻo nó như thế này ha Đây nó rất là mềm, rất là dẻo luôn ha Và bây giờ xin mời các bạn cùng dùng với mình một miếng bánh bắp Coi cái hương vị có nói như thế nào nha khi ăn thì mình chấm kèm với nước cốt dừa như thế này ha mình cảm nhận được thì bánh nó có cái độ ngọt vừa phải ha bánh thì mềm mịn rất là dẻo luôn thơm cái mùi bắp rồi thêm mình kết hợp với nước cốt dừa đó các bạn nó béo nó rất là thơm ngon luôn nha vậy là mình cũng vừa chia sẻ đến anh chị và các bạn cách làm bánh bắp hấp ăn với nước cốt dừa ha nếu anh chị và các bạn thích cái món bánh này thì hãy nhanh và biết làm cho gia đình mình dùng nha Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình ha. Nếu yêu mến thì đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.